Kỳ à. Mà thấy anh nhìn em quen lắm, em bán đàn ông đàn ấy. Rồi mình sẽ lấy búa đó nha các bạn, chỗ cá nó thông minh hơn. Ờ, giờ này béo nè. Tụi nó không có biết các bạn ơi. Cái hùng ghét này ha. Màn đét ơi, mới lớn mà đi móc hùng ghét. Anh Đạt ơi. Gì? À, có con Nemo Multicolor nền vàng này nè. Sao? Anh Đạt mua đi. Thấy đẹp quá à. Nè bây giờ anh Đạt còn cái túi không nè. Nè. Đó. Giờ bán tôi đi. Bán tôi đi rồi có tiền rồi tôi mua cho. Chứ bây giờ là tôi không còn một xu nữa. Ông có tiền không? Có. Vậy ông cho tôi mượn đi rồi có gì tôi trả lại sau thì tôi mua. Rồi. Rồi. Ừ mà quên nữa. Cái này là anh Bích mê cá hả? Đúng rồi. Ê anh Đạt có biết anh này nha. Hả? Anh Đạt biết anh này. Biết hả? Ừ. Bây giờ anh Đạt sẽ liên hệ. À. Yeah. Bên trả. Ok. Cá của anh Đạt. Ok. No. Không. Sao lại không? Không. Kia tôi mua thì cá là của tôi. Không. Đúng không? Không. Không phải. Vậy là cá là của bạn đúng không? Đúng. Anh Đạt biết anh này. Vậy hả? Anh Đạt có Facebook của anh này luôn. Vậy luôn. Ừ. Thì bây giờ anh Đạt sẽ liên hệ tìm cái con Nemo Multicolor nền vàng này cho Bin nha. Ok. Cho anh Đạt đi. Không, cho đâu. Và nếu như các bạn thích clip này đừng quên để lại cho Đạt một like và một đăng ký nha các bạn. Alo. À. Anh có phải là anh? Alo. Alo. À, anh có phải là anh Bút? Anh có phải là anh Bút mê cá trên TikTok không vậy? Ủa đúng rồi, có sao nhìn em quen người ta. Anh thấy em ở đâu rồi? Em giống giống Đạt, ai anh? Phải Đạt không? Phải Đạt ở trên YouTube không? Không phải, lộn ai rồi anh ơi. Lộn ai rồi anh ơi. Kỳ ta sao mặt giống lắm luôn á. Kỳ vậy? Lộn rồi, lộn người rồi. Hôm nay em tìm anh để mua cá. Em thấy con nãy em lướt á, em thấy cái con Nemo Multicolor nền vàng vậy đó. Trời nó đẹp quá. Còn không anh? Rất tiếc em à. Con đó anh bán một nốt nhạc luôn, nó anh vừa mới đăng lên là người ta lụm lại rồi. Trời, tiếc vậy. Giờ anh còn. Bây giờ em mua con khác đi. Được không? Không được, em thích con đó thôi. Em lướt đi. Có nhiều lắm, anh nhiều con lắm. Bây giờ ủa mà quên đứa nó đem mua Multicolor nền vàng hả? Dạ. Được rồi. Hết luôn rồi. Bên anh giờ là hiện tại giờ là Nemo Multi nền vàng mà anh bán sạch sẽ luôn, không còn con luôn. Trời, vậy anh còn con cá nào không? Bây giờ hả? Cá là anh còn cá tơ nhiều lắm. Con cá tơ là sao anh? Cá tơ là cá giống như kiểu người ta gọi là cá nó còn zin á. Chưa có lên màu. Con cá đó về em nuôi thêm khoảng chừng thời gian nữa đó, là nó lên full màu, là cá nó siêu đẹp luôn. Dạ, cá tơ thì nó tầm bao nhiêu tháng anh? Cá tơ là nó tầm khoảng tầm tùy cái loại, giống như là mấy con cá tơ mà giống như dạng Nemo hay là Koi này kia thì nó sẽ rơi vô khoảng tầm 2 tháng rưỡi 3 tháng. Còn mấy con cá mà giống như kiểu mà mấy cá mà không có lột á, mấy con cá như đực bồ nè. Đó vậy á, là mấy con cá đó nó rớt vô khoảng tầm tháng rưỡi 2 tháng là tay ta bán luôn rồi. Thôi nhanh vậy. Cá tơ. Tại cá nó không có lột, còn mấy con cá mà nó lột á là những cá thường là nó sẽ lâu hơn. Dạ. Ta phải nhìn nó màu sắc nó các kiểu xong rồi người ta mới bán con đó. Mình mà không biết chơi á, mấy người mà không biết chơi ta kêu là ổi cá gì không lên full màu gì hết bán cho người ta, nhưng mà phải cá tơ á, nó phải vậy. Xong rồi em về em nuôi thêm thời gian nữa là nó lên full màu luôn. Kiểu vậy á. Mà anh ấy anh nhìn em quen lắm, em bán đàn ông đàn đi. Không ai rồi anh ơi. Dạ dạ. Dạ đúng rồi. Em giỡn anh chơi mà. Sao à, nghe là đàn. Ok. Anh nhìn em, anh tại vì anh cũng có coi YouTube của em, anh cũng biết. Dạ. Nó là bạn quen lắm. Nè anh đang cho cá ăn nè, để anh bật clip cho coi. Để anh đổi lại màn hình ở đâu trời. Bấm đâu trời, à đây. Nè. Thì cá tơ là giờ hiện tại là anh chỉ còn là
coi Red Cooper thôi. Dạ. Thì cái đàn coi Red Cooper này của anh đó là hơn 2 tháng rồi, cỡ 2 tháng với mấy ngày á. Thì nói chung là cutter thường là anh không có bán, tại vì anh không biết con cá nào đẹp, cá nào xấu, hiểu không? Dạ. Tại vì cutter á là mình phải nuôi lên cho nó lên full màu rồi mình mới bán cho người ta. Còn mấy con cá mà nó đang nổ đốm vậy nè, anh nhìn kỹ nè, đó, mấy con cá đang nổ đốm thấy không? Dạ. Đó là mấy con cá này là nó bắt đầu lên full màu, em về em nuôi khoảng chừng thời gian là lên full màu. Thì nói chung là anh thấy em làm YouTube cho nên là anh nghĩ là anh sẽ cho em cái content rất là hay luôn. Bây giờ anh sẽ bán cho em cái đàn này. Dạ. Bán cho em 10 con luôn. Ok. Cho em nuôi xong rồi em quay lại cái quá trình mà nó lên màu cho các bạn coi. Dạ. Thấy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý đúng không? Đúng rồi. Đó giờ anh vừa em bán, vừa tặng cho em xíu mấy con luôn. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Sao em muốn nói gì anh? Con này là size bao nhiêu tháng anh? Anh nãy nói nhiêu? Con này là 2 tháng rưỡi, 2 tháng 15 ngày. À. Đó, anh nhìn nè, anh thấy không? Đó. Dạ. Yeah. Nó đang nổ đốm không? Có mấy con là nó gần full màu luôn rồi, nó hơn 60% luôn rồi. Nó bắt đầu lên rồi hả anh? Hả? Nó bắt đầu lên màu rồi đó. Đúng rồi, nó full nè, có mấy con muốn full màu luôn nè, đó, như mấy con này muốn full màu luôn nè. Dạ. Yeah. Đó, thì những con này là coi Red Cooper, có nghĩa là cái người của nó sẽ có mấy cái ánh kim loại á. Có con thì ánh metallic, có con thì ánh gold. Đó, em về em nuôi mới biết được. Dạ. Em mới biết con nào nó lên ánh thì ánh gì. Thì trong thời gian mà em nuôi á, em quay với bạn coi, bảo đảm cho em là các bạn sẽ rất là thích. Dạ. Tại vì thường là em mua cá, anh thấy em mua cá của mấy bạn á, là anh thấy em mua cá full màu không mà, đúng không? Đúng rồi, em chưa bao giờ mà mua con nào mà nó tơ. Đó, thì bây giờ anh bán cá tơ cho em, thì nói chung là hên xui ha, có nghĩa là có những con cá tơ nó sẽ không có lên hết full màu, nhưng mà có những con nó sẽ lên full màu. Dạ. Thì nói chung anh bán rẻ cho em thôi, anh bán cho anh em quay clip thôi, chứ anh không có bán theo kiểu mà chặt chém gì đâu. Dạ rồi. Trời ơi, yên tâm. Rồi vậy anh đóng gói cho em đi, rồi em gửi địa chỉ, có gì em chuyển tiền qua cho anh luôn ha. Có gì chuyển tiền đi cho nó giải, anh khỏi đưa tiền luôn. Dạ rồi. Dạ rồi. Ok. Ok. Nhắc sợ sạo ha. Rồi ok nha. Dạ. Anh chăm đi, có gì anh gửi cho. Dạ. Dạ rồi, ok anh. Ok. Ok, bye bye em. Bye bye. Cuối cùng anh Bớt Meta cũng gửi cá nè. Anh nói anh gửi 10 con mà anh gửi có 8 con à. Gì vậy? Cá này của tôi với bộ, làm gì vậy? Ở đây tôi cũng rủ chú em vô quay chung clip. Ổ cá tôi kia tự nhiên kia quay chung mắc cười quá. Anh em vô quay chung vui ơi. Vui thôi. Ủa tôi có biết hai người là ai đâu, tự nhiên kia vô quay chung. Thì vô đi biết. Cái gì vậy trời? Ê, cái gì vậy? Đây ai dựng đây đi. Đây. Ngồi xuống. Chuẩn bị hết rồi. Để lên. Nhanh lên. Nhanh. Đó, đợi chút xíu. Kiếm lấy hàng. À, nói vậy thôi chứ mình chia cá thôi. Đúng rồi. Anh em mấy tốt đi. Mà. Mấy đi. Hãy đi. Anh em mình tính làm clip nữa. Đang nóng lòng đấy. Ở trong đây biết bao nhiêu con cá không? Rất là nhiều con đó. Mà cái này là không phải là tiền của tôi. Tiền của ai? Tiền của đại cabin. Đúng rồi, nó đó. Nhỏ nhất không có quyền. Rồi ok, mở đi. Mở luôn hả? Ừ. Ngay tính rủ làm clip là... Clip gì? Nuôi cá trong 7 loại nước khác nhau. Ủa cho mày có 8 con mà 7 loại hả? Có tới 8 con lận. Và 8 hả? Ừ. 8 loại. Rồi bắt bẻ kệ đi. Lỡ rồi. Ê mà 8 con sao chia á? 8 con chia chi... Ở đây có 3 người mà 8 con sao chia á? Thôi tao dốt toán á, chia giùm đi. 3, 2 con hả? Ừ đúng rồi, 2 con nữa. Được. 2 con đi. Hai mình bự nhất. Đúng rồi. Không quá mày. Ủa anh em mình sẽ thôi. Công bằng chứ. Cuộc sống là công bằng mà. Không, cuộc sống này không công bằng đâu. Đúng rồi. Hai mày hai con hả? Ừ đúng rồi, hai đâu, con nữa. 3, 2. Ừ, chớp rồi ok mở đi. Ok không? Phải bất lực luôn ta. Cây mất cây gì mà anh bảo luôn.
chết tiệt. Ủa tính ra là cá của con Bin luôn á. Mà kệ nó nha, tụi tôi lộn tính nó trước, tụi tôi chia công bằng nè. Rồi đây, điểm này có phải 8 con không? Quán chú chi phở phải lết xe vân vân để xe vân nữa. Mai nay mày đặt nó tiếng Anh nữa trời. Ấy hơi giống toán nhưng mà ta tốt ít dịch nha. Qua số mừng đã hết đọc rồi. Biết ngay. À, đợi, đợi, đợi. Rồi ở đây là có 8 con nha mọi người. À, bây giờ Đạt không có kinh nghiệm chọn cá nên là chọn chọn trước nha. Đẹp. Đẹp. Để hai anh em đi chọn. Thôi. Đẹp. Thôi, thôi, à. Thôi không được. Cá của người ta mà. Thôi kệ mấy chú. Thôi đẹp nè, trước đẹp mà nè. Quen. Con này luôn, lấy hai này luôn. Gì trời, thôi con này được của tôi đi. Kè bên kia còn bấm con đó. Con đó mà đớp của tôi mà. Con này của tôi. Nè, ở đây còn à đó chưa? Không, mà tôi thích con này. Ờ, à, nói trước rồi. Muộn rồi, muộn rồi. Muộn rồi, quá muộn rồi. À, hai bé. Để bên này. Con đó nó đẹp lắm á. Đâu? Đó, nó đó. À, thôi mấy con của tôi ông ơi. Con đó tuổi tên gì? Nó đỏ chót luôn á. Lên màu rồi. Rồi rồi, lấy ba em này đi. Rồi coi nhiêu của chú em á. Ê tôi chưa có chọn luôn á. À, đâu có được quyền chọn. Ê chưa gì công bằng gì? Có quyền. Hồi nãy tôi cũng có công bằng đâu. Hai con này công bằng chưa nào. Công bằng chứ. Rồi ok, giờ quyết định vậy đi. Giờ đi để chúng tôi chuẩn bị cho 8 cái keo. Ủa, có luôn hả? Ủa? Sao này? Ủa cá của mình mà. Ủa cá của bên mà, tiền của bên mà. Ủa, kỳ vậy. Đâu? Đâu nghe vậy? Thì ăn trộm lâu năm phải có lâu tao bậy làm dân nuôi cá chuyên nghiệp lâu năm phải có. Hồi nãy nó rủ mà đi lấy cá không chứ đâu làm thì đâu sao biết đi. Ngày hai keo. Ê xin lỗi hai keo này. Cái này tôi mới mua. Ê, tao mới mua vô gì. Cái keo này đẹp. Không không có đẹp gì đây chứ. Không, cái keo này xấu. Không không xấu, đẹp gì cũng lấy. Không không, anh bảo với anh Đạt có bắt công cho okay. Nên cái một cái trong một cái keo này sẽ là của ai đó. Rồi bây giờ là mỗi một loại là chế một cái loại nước vô phải không? Đúng rồi, đi thu thập nước đi. Thu thập nước, thu thập gì ra thu thập mỗi loại khác nhau nha. Rồi bây giờ là phải chế nước vô trước mới được. Mày mà để cá vô đây tạm thôi. Ừ. Rồi xin giới thiệu với mọi người, đây là cá của anh Bết Beta nha các bạn. Thì Đạt mua là không bị nó mua 8 con nha. Đúng rồi. Tự nhiên hai con nãy đâu ra, tự nhiên nó vô cái nó đòi xin cá các bạn. Không, lấy cổ phần. Thằng đó rủ không biết gì nha. Tranh cổ phần mà cổ phần 0% á. Ê, rủ cổ phần, rủ nhà mà cũng lấy cá nè. Không biết nó này rủ đi theo chơi nè. À, theo chơi cũng có cá luôn ha. Hay à, đúng rồi, hay quá. Hay. Rồi. Bột. Rồi, vậy đi lấy nước đi, sẵn lấy nước luôn. Chủ mưu. Chủ mưu lấy nước đi. Nước mưa đâu xuống ra? Đi. Ủa, nước đâu ra, hồi nãy có keo ở đây, có bàn luôn mà giờ không có nước. Không ngờ nguyên thì nó lấy cái nước mà nó lấy cũng lâu quá vậy. Luôn á, nãy giờ 15 phút luôn rồi đó. Không biết nó làm gì mà lâu dữ, thần thiên địa ơi. Đợi nó mòn mỏi luôn á trời. Bớt nắng hả, không nắng. Cái gì vậy? Trời ơi, sao múc nước chứ đi đâu. Cái chân kìa trời ơi. Rồi cái gì nữa. Tào lao nha. Cái chân đi. Bậy bạ nha. Ôi, nước có sạch không? Ủa, nước máy nó không lấy được, lấy nước sông. Nó thàm được chứ. Đúng là rảnh thì ghê luôn á. Ừ, giờ không có nước luôn kìa, thấy không? Nghe quá. Rảnh thiệt chứ. Chế nước vô luôn nha. Ừ. Tôi chế trước nha. Đây là cá của mình nha các bạn. Ủa vậy nước sông nuôi cá được không nè? Nước sông nuôi cá được không hả? Tất nhiên là được rồi. Mà không biết nó sống không thôi. Ê nước sông gì đâu mà trong dữ vậy? Có lộn không? Thằng nãy bóp phép đi vô lấy nước máy rồi giả bộ ra sông cực khổ thấy hồi nó ông cho cá nó sao? Tự đổ đi. Quay đổ. Ai mà làm giùm cho ai đâu. Tự đổ đi. Cục khi mà. Ờ cục khi mà. Nè tấm bùm da trắng nõn nè. Trời ơi nó húi kìa. Thình non húi kìa. Tên chó chết.
nhanh cái tay lên, trời ơi chậm gì vậy? Ơi, lần đầu mà có biết làm cái này đâu. Trời ơi. Tết nguyên kìa. Mẹ. Của ai đấy làm đi, ai mà làm giùm? Ai mượn làm giùm? Ai mượn? Có mượn hả? Bam bam bang bang. Ủa này cá beta mẹ. Đổ nước nhiều vô, đổ gì ít chi vậy? Cá sao nó bơi được? Không biết kinh nghiệm luôn cá chứ. Vậy đó mà nãy nó không biết. Ôi, trời ơi, tao được gì vừa thôi. Cần hồi nãy nó không biết còn lựa cá, bởi vậy toàn lựa cá đẹp không à. Mấy con màu trời ơi nó lên. Thôi mà chưa chắc mấy con đã lên màu đẹp vậy mà mốt nó đẹp đâu. Mấy con mà chưa lên màu vậy nè, nhiều khi mốt nó lên đẹp hơn á. Đúng rồi. Ok à, mình sẽ là người đi đầu tiên kiếm thần dược nha các bạn. Bạn kiếm cái gì vậy bạn? À, mình thấy có lá mận nè. Lá mận hả? Lá mận khô. Ồ. Oh. Lá mận nuôi được hả? Ai biết à, thử đi, thần dược mà. Biết đâu lại được sao? Đâu nó rụng ngay chỗ đó hay vậy? Ai biết nhóc hết trơn nè. Rồi rồi hay ha. Đi. Nè mấy cái lá dơ này sống lụm đi. Thôi. Dơ rồi nó ngâm ra dơ không thì sao? Ờ ra sình không ha. Đúng rồi. Ừ. Ok, giờ mình kiếm được như đây rồi các bạn. À. Ủa mà tới 2 con luôn mà. Mỗi một con một loại thần dược chứ. Kia hả mình à sẽ kiếm muối nha các bạn. Muối mình để vô. Kiếm muối ha. Ừ. Ok giờ mình sẽ đi lấy thêm muối nữa nha các bạn. Muối đập tạp. Muối bên đây nè. À. Nhiều muối lắm. Cái này muối iốt á. Rồi mình sẽ lấy muối iốt nha các bạn. Chỗ cá nó thông minh hơn. Vãi, ai nuôi cá mà chơi muối này không nổi. Thì đấy muối muối bên cục á, muối hộp á. Muối hộp hả? Ừ. Đó giờ có chơi đâu biết, tự nhiên nguyên nó ngủ kìa. Vãi, nuôi cá bằng muối bọt cho cá thông minh. Thiệt tình chứ. Ok, giờ mình sẽ đi rửa lại lá mận nha các bạn. Rửa lại cho sạch ha. Ừ. Lá này cũng đâu có dơ lắm đâu mà rửa. Rửa lại đi cho chắc. Quá kỹ luôn. Ok các bạn, giờ mình sẽ chế nước nóng nha các bạn. Chị nước nóng vừa hả? Ừ, để ngâm cho nó ra. Chúng biết ý quá ha. À, biết à, tôi... Ê mà nó có ra không? Nó có ra như nước lá bàn không ta? Theo bản năng nghĩ gì thôi. Nghĩ là nó sẽ ra ha? Ừ. Chắc năm sau nó sẽ ra. Ngẫu rồi. Tụi nó không có biết các bạn ơi. Thật sự ra để mà nuôi cá là mình phải nuôi bằng lá bàn, lá chuối. Dạ. Yeah. Lá dừa à, chứ ai đâu mà đi nuôi bằng lá mận. Mấy hàng xàm này hiểu chứ. Bây giờ mình ra đây mình đi lượm nha các bạn. Đó, ở đây nhà mình trồng được vài cây chuối các bạn, mà có rất là nhiều lá luôn. Đó, ở đây mình sẽ lựa lá khô nha. Lá khô nó mới ra mau được các bạn. Lựa cái lá nào sạch sạch nha các bạn. Đó, hơi vàng vàng chút xíu là ok. Hái càng nhiều thì nó sẽ ra càng nhanh. Đó, cái màu nó càng đậm thì nuôi cá nó càng khỏe. Vậy thôi. Chúng nó không có biết. Đây là một bí mật của mình các bạn. Đây chính là lá dừa nha các bạn. Bây giờ Đạt sẽ hái lá dừa nha. Ê mà bây giờ mình hái trái dừa mình cho nó uống luôn được không? Cũng được nè. Cũng được đó ha. Ê hay mình nuôi bằng nước lá dừa đi. Nước trái dừa chứ nó lộn. Nước trái dừa được không? Được luôn. Ờ, hái dừa đi. Giỡn á. Chứ lá dừa nha các bạn. Ok, rửa thôi các bạn ơi. Thì mấy bạn ơi, mình nãy giờ mình suy nghĩ ha, thấy tụi nó lấy tùm lum lá trơn rồi, lá gì cũng thấy trơn á. Mình lấy quyết định là mình lấy nước trắng là cái này có đầu rồi đúng không? Rồi tiếp theo là mình thấy có cây mít nè. Đây cây này cây mít nha. Đó, giờ mình thấy lá của nó rụng nè, lá khô đàng hoàng luôn, nên mình sẽ lấy ra mình giả lấy nước. Rồi cái cuối cùng của con cá cuối mình thì mình không biết, để chút xíu mình mòn gác rồi làm sao ha. Ờ mà không gác luôn ghê vậy. Ở đây lá mít hơi bị nhiều quá. Hơi bị nhiều thiệt. Phải lấy nhiều đây. Ok. Đủ chưa? Đủ rồi. Nó có rửa không hay để vậy luôn? Rửa chứ sao không. Vậy ha. Ừ. Vãi. Shita Kendo. Vãi. À, cách dưới mấy ngầu ấy không? À. Ừ. Bây giờ mình sẽ làm gì? Cái thùng rác mình nghe nói như là cái túi thần kỳ của Doraemon vậy mấy bạn. Đó, mình thấy cái gì nó cũng có. Ai nói vậy? Ai nói cái chuyện đó vậy?
mình nói ok ok rồi ok rồi, bây giờ mình thọt tay rồi mình kéo thử cái gì cái hùng ghét này hả? Màng đét ơi, mới lớn mà đi móc hùng ghét kéo như ta. Dạ. Ok, trong đây có cái gì đâu mà móc à, muốn gì là cá đó đây. Cái này là gì hả? Cái này là Super One chuyên dùng để nuôi cá. Không trời biết ơi biết. Ê còn. Cái chai này là chai dưỡng á, dưỡng cho cá khỏe cá sung á. Ủa vậy là hàng xịn đúng không? Ừ. À hay chà. Nói chứ mình nói. Ủa mà đâu ra cho hùng ghét có gì kỳ kỳ cục vậy? Đã nói rồi, mấy bạn cứ theo cái lời truyền của mình á. Mốt rồi mấy bạn muốn kiếm cái gì đó, mấy bạn cứ thọt tay vào hùng ghét là nó sẽ có. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ chiết xuất nước lá mít nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ rửa cái thau trước. Rửa thau ha. Thằng trai. Ủa người ta phải rửa lá bàn, ở lộn rửa cái lá chuối, ở lộn rửa lá mít trước chứ. Nó cũng nói sai. Vậy bỏ vô đi rửa ngược luôn. À. Vừa rửa cái hao mà vừa rửa lá lá mít luôn ha. Lá mít mà cũng nuôi được nó là ai vậy? Chết. À giờ mình bẻ cuốn chứ. Bẻ cái cuốn. Trời đâu mà lượm cái hùng ghét mà có cái chai Super One này, đỉnh thiệt chứ. Nó cái túi thần kỳ mà. Hay thiệt. Xí lượm nha. Mời ha. Đây à, nóng. Ơi nóng dữ vậy hả? Nóng lắm. Không thấy khói, lạ quá. Trời ơi nóng dữ vậy. Để nó nước nóng rồi. Nước nóng, trời hết rồi, phỏng tay rồi. Ơ, ơ. Đó chứ nước nhìn nó nguội rồi mấy bạn ơi. Mình hết kinh phí để tài trợ rồi. Ê nhưng mà tôi nghĩ là nước này nó vẫn ra nha. Đúng rồi, vẫn ra, thay con màu. Bóp bóp đi, bóp bóp đi, nhiều khi nó hồi nó ra nhanh hơn á. Ừ kìa nó ra màu kìa mọi người. Nó bóp nó ra nhanh á. Để coi bên đây nó ra chưa nha. Ô nó cũng không ra lắm ha. Dạ nguy. Cái này mới nha các bạn. Đây cũng vậy cũng mới, cũng chưa ra. Nè nè, nó ra nè mọi người. Đó, nó ra màu rồi nè ha. Thơm không? Đây nè, đưa xuống nè. Đó, nó ra màu rồi đó. Nó hơi cặn xíu. Ba đứa tụi mình cũng đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi. Ê ông kiếm cái gì vậy? Nãy đứng trái bên hỏi nè. Bắt bẻ lum la mà. Nè, lá mít nè. Nước trắng thì có sẵn rồi, còn cái này là Super One trăm ghét. Rồi, còn Bảo. Thôi hả, hai thứ đơn giản thôi, muối với lại là nước của lá mận. À, còn Đạt á mọi người, thì ở đây là nguyên một cái bình 20 lít nha. Nước lá bàn, Đạt đã có sẵn luôn. Và bên đây á là nước lá dừa. Và còn bên đây á là nước lá chuối nha. Rồi, chắc chắn là Đạt sẽ giành chiến thắng rồi. Con cá Đạt sau này khi mà nuôi bằng ba nước này chắc chắn nó sẽ lên màu nhanh nhất có thể rồi. Thì bây giờ các bạn hãy bình luận đi, 1, 2, 3, các bạn nghĩ ai sẽ là người nuôi con cá mà nó lên màu nhanh nhất? Chắc là mình đúng không? Ai biết mày? Em nuôi chứ. Tôi là tôi mới là người mày là chiến thắng. Ok, thì thời gian sẽ nói lên tất cả thôi. Ok, người đời có nói khiêm tốn là người đó thành công, còn hai người này đã dịch tránh quá là chắc cháu thành công rồi. Mình không nói gì nhiều hả? Dễ. Phải không mà? Ý là tao mày đang chung phe mà. Chung phe là đi lấy mấy con cá luôn á. Ê, nó có thằng Dược kìa. Thằng Dược này lại nó bá chủ luôn á. Lại nó. Chưa chắc gì nha. Ờ, chưa chắc gì. Hai mình sẽ giành chiến thắng nha. Đúng rồi giờ. Đéo phe mày nữa. Đúng rồi. Rồi. Lật mặt. Lật bánh tráng. Nhiều năm kinh nghiệm mở cá beta thì hôm nay mình sẽ mở tiếp tục cho các bạn xem nha. Mình muốn chọn con cá kia kìa. Nhưng mà tụi nó đã dành của mình hết rồi các bạn. Thật là tiếc quá đi mà. Thôi bây giờ thì mình sẽ mở cái ra nha. Mở con này ra các bạn. Đây. Đổ nhẹ nhẹ thôi nha. Đây. Nó chưa có lột lên nha các bạn. Ok. Tiếp theo nha. Con này nha. Đó. Cảm giác này. Lại một con màu trắng cello đang lột lên nha. Tiếp theo. Quá đã luôn. Nhét khui nó đã sao ha. Ờ. Nghe tiếng móc đã lắm. Rồi, ê ba con này giống y chang màu luôn. Chắc chung một bầy cái gì á. Cửa con này y chang ghê luôn. Đâu đâu. Cái con này nè, y chang màu trắng luôn. Ờ.
Bây giờ mình sẽ cắt nha các bạn. Đi cắt không đó không? Tôi không biết nữa, hên xui. Wow, người đầy kinh nghiệm luôn. Đầy cắt kinh không nghiệm. Kêu ta. Sao kỳ vậy ta? Không kêu giống đẹp ta. Chắc phải cắn cắt mạnh lên mới được. Rồi, ok. Ê, hồi nãy thấy con nào cũng hơi giống con nào ha, có bên kia nó hơi đỏ đỏ ha. Đó là lựa lẹo quá mà. Lựa lẹo á. Đa số là mấy cái con này là giống nhau. Ok, mình sẽ cắt con tiếp theo các bạn. Xáo xì nữa hay ta, không như đạt ta. Cắt mạnh tay mới ra. Wow. Ồ, con này được nha. Con này có ổn hơn à. Có chấm đen đen nữa. À. Rồi còn anh kia chưa mở kìa. Hay sao, hay có hối hận chưa? Như nãy đấy, con đó chưa lọt vào mắt xanh mình thì hối hận chưa? Quá hối hận rồi. Rồi mở đi. Ok, kinh nghiệm nuôi cá, chơi cá một ngày của mình, hôm nay mình cắt thử nha. Cắt ngặt cái búp không ta. Mạnh lên luôn. Đó. Mình chỉ cần học sơ một lần thôi là mình nhớ hết rồi. Wow. Trời ơi, đẹp kìa. Chứ sao. Chép nè. Đồ biết lựa. Trời ơi. Con này như màu đỏ luôn hay gì á. Chứ. Đúng là bỏ nước ít quá khổ. Hai em. Con này nó cũng hơi đỏ ha. Hả Bảo? Ừ, đẹp với ta. Bởi vì mới lựa. Hàng vậy nó biết lựa mà nó không biết lựa đâu. À, để nó kinh nghiệm chơi cá một ngày mà. Ờ, một ngày. Ngày của tôi chắc kinh là bằng năm hay năm đoán. Ở trên thiên đình cái gì mà một ngày với đây mà một năm. Trời ơi, cái này kêu cũng đã mấy bạn ơi. Cũng đã, cứ bóp luôn không đã. Cắt mạnh lên nó mới kêu của bạn. Đấy. Ủa, ba, đẹp vậy ba bà. Con màu đỏ hết luôn. Ghê vậy chứ. Thử quay rồi. Nhầm. Đây bây giờ mình cầm mình review mấy bạn luôn nè. Trời ơi, màu đỏ không kìa. À, bạn thấy rõ không? Tính ra nó đỏ đậm hơn mình á. Đây, ha. Đây một em mà nè. Đỏ đậm không à? Em chia đậm rồi. Em ngại rồi mấy bạn ơi, em ngại em bơi dưới đáy không à. Bơi dưới đáy sao mấy bạn thấy được. À, đây thấy chưa? À, vậy thì trên xuống nè. Thấy không? Không. Đây. Tiếp. Giờ mình sẽ là để nước của lá mận nha các bạn. Ê, nước này nó ra rồi đó. Nó ra hơi vàng thôi chứ không có vàng lắm. Ừ. Rồi, đây là muối nha các bạn. Ừ. Rồi. Rồi ok các bạn, giờ mình sẽ cho một xíu muối thôi nha. Ừ, xíu thôi. Nãy lấy muối iốt nữa chứ. Tôi không biết mà. Giúp cho con cá thông minh nha. Ok, giờ mình để ít thôi. Ừ. Vừa thôi. Rồi. Muối là cho nó có chất khoáng á. Ok, rồi bên đây mình sẽ để nước của lá mận. Lá mận luôn. Có kiểu gỗ ta kiểu như lượt quá. Lấy cái tay đỡ đi. Ờ. Vậy mà nó cũng ra màu đó ha. Mà nó nhạt xíu. Ừ. Ok nha. Chắc được rồi đó. Ok. Rồi. Rồi. Tiếp theo là mình nha các bạn. À, mình sẽ chế nước lá chuối vô nha. Đây, con cá bên đây mình chế nước lá chuối nha. Lá chuối. Ui nó còn hơi nóng nè. Được không ta? Ấm ấm vô nước lạnh nhậm gì. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ chế nước lá dừa. Hơi ấm ấm nha. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ chế nước lá vàng. Các bạn. Ok. Xong. Ok, mình sẽ lấy thần dược từ trong shot gas. Một giọt thôi. Giọt hay. Mình nghe cái này trên mạng, kiến thức mạng của mình thì người ta nói một giọt là đủ rồi. Hồi hộp quá vậy?
là nó gai giọt xong. À, cái lắc con cá rồi. Để từ thật. Ủa, cái màu này giống như là cái màu dạ quang vậy. Đẹp vậy. Ha, như nước dạ quang vậy. Ôi. Wow. Ồ. Đấy. Xanh lên luôn kìa. Tiếp theo, mình sẽ đổ nước trắng. Mà nước trắng mè rồi đổ chi nữa. Giờ tiếp theo là tới nước lá 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 mít. Lá mít. Mít. Ừ, mình nhắm mạnh mít. Mình đã từ từ. Là cặn không kìa. Quá trời cặn luôn. Thôi lấy rồi đó không đi. Thôi mà không sell được. Để nãy bóp mà. Ô lên màu cũng khác gì lá bàn đâu. Ừ. Ôi trời trời ơi. Cặn không mà. Thôi kệ, cá sống với lá nó thiên nhiên. Ok. Rồi cuối cùng thì bốn đứa tụi mình, không ba đứa tụi mình chứ, ba đứa tụi mình đã hoàn thành. À, các bạn nghĩ là đứa nào là con cá nó lên đẹp nhất? Để lại bình luận cho mình biết nha các bạn. À, đây là Bảo nha, mình là Đạt, đây là Nguyên. Các bạn nghĩ ai là sẽ giành chiến thắng? Ok các bạn, thì cuối cùng ba đứa tụi mình cũng đã hoàn thành xong cái này rồi nha. À, mỗi một cái thì có một cái loại nước, một cái lá bỏ vô một cái thần dược khác nhau, thì các bạn nghĩ là của ai là sẽ giành chiến thắng? À, chắc chắn là mình rồi đúng không các bạn? À, rồi ok, thì nếu như các bạn thích clip này đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và tạm biệt. Bye bye, bye, bye.